Long An mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á với mức giá cao nhất hơn 500.000 đồng mỗi bộ. Ngày 21 tháng 12, một số đơn vị từng mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á trên địa bàn tỉnh Long An cho biết, thời gian đầu bùng dịch, giá mỗi bộ kit test được mua từ 400.000 đến hơn 500.000 đồng. Theo Sở Y tế Long An, việc mua sản phẩm của công ty Việt Á là do thời gian đầu bùng dịch cần lượng kit test lớn mà lại ít doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp, có thời điểm gần như độc quyền. Mức giá từ 400.000 đến 500.000 đồng mỗi bộ là giá mà Bộ Y tế giới thiệu trên trang mạng hướng dẫn. Ông Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã mua 10.000 kit test nhanh của công ty Việt Á theo đúng mức giá mà Bộ Y tế có thông tin. Sau giai đoạn bùng dịch, có thêm một số đơn vị khác cung cấp, chào hàng các bộ kit test giá rẻ hơn nên các cơ quan ở Long An đã ngừng mua bộ kit test của công ty Việt Á. Còn Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, việc buộc phải mua kit test của công ty Việt Á vì thời gian đầu thị trường rất khan hiếm. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, quá trình mua đúng quy trình về chỉ định thầu, thực hiện đúng các hướng dẫn. Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, quá trình rà soát có 4 đơn vị đã mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á, gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC tỉnh Long An, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc. Việc mua kit xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn trong tình huống khẩn cấp được Sở Tài chính thẩm định, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!